thực hiện chương trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ và chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, huyện Yên Mỹ đang tập trung phát triển hệ thống giao thông đồng bộ hiện đại nhằm thúc đẩy phát triển đô thị. Thực hiện định hướng phát triển đô thị từ năm 2022 đến nay, huyện Yên Mỹ đầu tư nâng cấp, mở mới 4 tuyến đường qua địa bàn xã Ngọc Long với tổng diện tích đất thu hồi trên 15 ha, gồm đường DH42, DH34, đường nối quốc lộ 39 với DH42, đường nối quy hoạch số 4 với DH34 kéo dài và đang triển khai dự án đường nối DT380 đến nhà tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với đường DT381 xã Ngọc Long. Các tuyến đường được mở ra sẽ là điều kiện thuận lợi, là đòn bẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhân dân cũng rất là phấn khởi, nhờ có những tuyến đường mở rộng mà nhân dân tham gia giao thông thuận tiện, kinh tế cũng phát triển hơn rất là nhiều. Thế và nhân dân thấy là được cái lợi ích như vậy thì cho nên là cũng rất là đồng thuận giải phóng mặt bằng. Khi mà các cái đường giao thông được mở rộng, hơn 30 doanh nghiệp đã đầu tư trên địa bàn xã. Xã Trung Hòa được chọn là trung tâm phát triển công nghiệp dịch vụ của huyện, thu hút nhiều dự án lớn vào địa bàn. Tuy nhiên những năm gần đây, địa phương đang phải đối diện với tình trạng quá tải, ùn tắc giao thông cục bộ do hệ thống giao thông chưa bắt kịp với tốc độ đô thị hóa, gia tăng dân số cũng như lưu lượng phương tiện. Để thúc đẩy thu hút đầu tư, xã được cấp trên đầu tư xây dựng tuyến đường DH43 qua địa bàn dài hơn 3 km, nâng cấp tuyến đường DT376 và xây dựng đường tránh DT376 qua địa bàn. Với việc quy hoạch đô thị Trung Hòa, chúng tôi là những xã được hưởng lợi về việc phát triển kinh tế xã hội, sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong cái việc giao thông đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển đô thị trong thời gian tới. Để đẩy nhanh tiến trình phát triển đô thị, từ năm 2021 đến nay, huyện Yên Mỹ nâng cấp cải tạo, xây dựng mới gần 100 công trình giao thông với tổng chiều dài gần 200 km, tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng. Huyện đang tiếp tục đầu tư đồng bộ các công trình trọng điểm, ưu tiên các công trình tăng tính kết nối với hệ thống giao thông dọc theo trục kinh tế Bắc Nam như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ 5, quốc lộ 39. Với mạng lưới giao thông ngày càng hiện đại, kết nối thuận lợi sẽ là động lực dẫn dắt cho phát triển đô thị, thực hiện mục tiêu trở thành thành phố Yên Mỹ vào năm 2030.